Quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, mình được tử vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành, lánh dữ, có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Và tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển đổi của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ ra rằng đúng tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý cô bác sẽ trải qua một tháng hung cát ẩn tàng. Vận trình có nhiều biến động, nhưng nếu bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn là những người hữu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may tới với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Giáp Thìn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhất nhé. Tiên tri tiết lộ, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, tháng 5 âm lịch, thần tài ban lộc, vận số, cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới, giàu nứt tường đổ vách, tiền tiêu ba đời không hết, hưởng phúc lớn khi về già. Quý vị thân mến, trong tử vi học có nói rằng, mỗi một năm, một tháng, một ngày qua đi, vận khí của mỗi con người lại thay đổi, thiên biến vạn hóa. Chẳng có số phận nào là thập toàn thập mỹ, mười phân vẹn mười, thời vận lúc lên lúc xuống như con sóng vỗ giữa biển khơi, khiến con thuyền cuộc đời cũng vì thế mà lênh đênh bất định. Nhưng bạn ơi, mọi điều trong cuộc sống tưởng chừng khó đỉnh như vậy, thực chất đều đã nằm trong sự sắp xếp của số mệnh. Khó khăn, sung sướng, giàu có hay đau khổ đều đã được định sẵn, bắt buộc chúng ta phải trải qua. Trong lá số tử vi của 12 con giáp được các nhà tử vi học luận giải đã cho biết, người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, khi bước vào tháng 5 âm lịch, hứa hẹn sẽ có nhiều thành công đang chờ đón bản mệnh. Những khó khăn sẽ bị cơn gió phú quý thổi bay, thay vào đó chỉ còn tiền bạc và may mắn cùng nhau song hành. Chỉ cần làm tốt điều này, quý nhân thay nhau song hành hỗ trợ bạn đến thành công, giàu có. Vậy chi tiết ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Giáp Thìn với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông. Loài hoa biểu trưng cho sự cao quý, hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão, có thiên can là Mậu, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Theo lý luận âm dương đầu số, thì Ngọ là dương hỏa, là nguồn ánh sáng chính nghĩa. Lúc này, âm dương tranh đấu mạnh mẽ, dương khí từ trên chèn xuống, âm khí từ dưới thúc ép lên, nó mang tới áp lực cho tất cả mọi người. Riêng với người tuổi Giáp Thìn, tháng 5 năm 2023 âm lịch, hứa hẹn nhiều thành công đến ập đến. Tất nhiên, những thành quả tốt đẹp sẽ không tự động tìm tới, bạn cần phải luôn quyết tâm và cố gắng thì mới đạt được điều mà mình mong muốn. Quan đới phù trợ, sự nghiệp của bạn sẽ có những bước phát triển rõ rệt. Con giáp này hãy luôn duy trì trạng thái hăng hái tích cực, sẵn sàng nhận các công việc khó, không ngại nhận thêm các nhiệm vụ, như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên. Khi đã nắm trong tay cơ hội phát triển, bạn hãy tự tin thể hiện năng lực của bản thân. Tài lộc nhìn chung cũng khá dư giả, chủ yếu là do công việc thuận lợi, nên bạn không thiếu các khoản tăng lương, thưởng nóng. Với người làm ăn, kinh doanh, có thể bạn chưa thu được quá nhiều lợi nhuận bởi bạn vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu xây dựng sự nghiệp hoặc danh tiếng, tuy nhiên, những dấu hiệu phát triển tích cực sẽ giúp bạn có thêm niềm tin. Tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Giáp Thìn âm lịch thấy rằng, phương diện tình cảm cũng có tin vui báo về, con giáp này hãy luôn cởi mở trong giao tiếp, buông bỏ những nỗi buồn trong quá khứ, như vậy thì bạn sẽ nhận thấy xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đáng để yêu thương.
Người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, mang mệnh phú đăng hỏa. Phú có nghĩa là phú quý, vinh hoa, đăng nghĩa là ngọn đèn thắp sáng, còn hỏa có nghĩa là ngọn lửa, nhiệt huyết, bùng cháy mãnh liệt. Về bản chất, phú đăng hỏa có nghĩa là ngọn đèn trong đêm, có khả năng chiếu sáng những nơi mà mặt trời, mặt trăng không thể chiếu sáng đến được, mang đến niềm vui hạnh phúc cho con người. Giữa ban ngày, ánh lửa đèn không thể thi triển quang huy, bởi vậy, người mang nạp âm phú đăng hỏa hay dạ minh chi hỏa, thường thích bóng tối, không thích xuất đầu lộ diện, nhưng lại rất tài hoa, lúc cần đến thật được việc. Lúc bình thường, lúc chưa đắc thế, sống âm thầm ẩn dật, khi gặp thời cơ như ánh đèn soi vào bóng tối, sức mạnh không bằng Giáp Thìn. Sức mạnh ở đây nói về khí chất tinh thần để ứng phó với hung vận. Với những người mệnh phú đăng hỏa, thường có tính cách bộc phát, dễ nổi nóng, nhưng rất có ý chí và quyết tâm trong công việc. Nhìn chung, những người thuộc mệnh phú đăng hỏa luôn hướng về sự tiến bộ, văn minh, thích tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ. Vì thế, khi ở gần những người mệnh phú đăng hỏa, bạn sẽ học hỏi được thêm nhiều điều thú vị, có ích. Tuy nhiên, chính vì trong đầu luôn dồi dào những suy nghĩ đổi mới, cải tiến, nên đôi khi họ bị sa đà vào những viển vông phi thực tế. Cách suy nghĩ tích cực luôn hướng về những thứ tốt đẹp, vượt qua những rào cản, tăm tối. Vì vậy, người khác rất thích trò chuyện với người mệnh phú đăng hỏa. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch cho người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, vận hạn may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, tháng này có nguyệt lệnh quan đới nâng đỡ, vận trình sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn sẽ trở nên hanh thông hơn khoảng thời gian trước đó rất nhiều. Chỉ cần bạn chịu bỏ công sức thì ắt thu được thành quả xứng đáng. Với những người đang phải tiếp xúc với nội dung công việc mới, bạn luôn cảm thấy hăng hái, muốn thể hiện hiểu biết của bản thân. Chính vì vậy, bạn không ngại nêu lên những suy nghĩ của mình, góp ý cho mọi người xung quanh, có thể hướng suy nghĩ của bạn sẽ thổi một luồng gió mới vào cách thức hoạt động đã quá quen thuộc của tập thể. Với những ai đã có công việc ổn định, bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Thời điểm này, bạn có thể được giao cho phụ trách nhiều công việc quan trọng. Đây chính là cơ hội để bạn khẳng định giá trị bản thân, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Trên thực tế, tháng này có dịch mã xuất hiện, tức là muốn gặt hái được thành công, bạn cũng sẽ phải chạy đôn chạy đáo, bỏ ra rất nhiều công sức. Tuy nhiên, bạn đừng ngại khó khăn, gian khổ nhất thời, bởi cuối tháng là thời điểm mọi công sức bạn bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Về mặt tài lộc, xem tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Giáp Thìn âm lịch, phương diện tài lộc của người tuổi Giáp Thìn thiên về ổn định trong tháng, nhưng người làm công ăn lương có thể thu về một khoản khá hơn người làm kinh tế. Với người làm công, bạn dễ nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thậm chí có người ghi điểm trong mắt lãnh đạo, nên chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn, kinh doanh, tháng này là khoảng thời gian thích hợp để bạn bắt tay vào gây dựng sự nghiệp. Quá trình dốc vốn đầu tư ắt sẽ khiến bạn tốn một khoản kha khá. Song nếu đưa ra được những định hướng và quyết định đúng đắn, thì tương lai bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận gấp nhiều lần số vốn đã bỏ ra. Một số người có tầm nhìn xa, trông rộng, tư duy đi trước thời đại, nên bạn dễ dàng nắm bắt các cơ hội và trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tất nhiên, đồng tiền chưa thể đổ vào túi bạn ngay được, nhưng tương lai gần thì rất khả quan. Về mặt tình cảm, gia đạo, phương diện tình duyên của người tuổi Giáp Thìn cũng sẽ nhận được nhiều tin vui báo về. Bạn hãy luôn giữ tinh thần tích cực, cởi mở với mọi người thì sẽ được nhiều người yêu mến. Với những người đã có gia đình, bạn và người ấy được sống trong những tháng ngày ngọt ngào, người ấy luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn, khiến bạn luôn muốn được trở về nhà ngay sau những giờ làm việc mệt mỏi. Mối quan hệ của hai bạn là hình mẫu cho rất nhiều người đấy. Đôi khi vợ chồng bạn có thể vẫn sẽ xảy ra tranh cãi, song bạn biết hạ cái tôi của mình xuống, thông cảm và đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn. Nhờ vậy mà việc giữ gìn hòa khí trong gia đình cũng chẳng còn khó khăn như trước nữa. Về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Giáp Thìn âm lịch, nhìn chung tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn không có gì đáng lo trong tháng này. Bạn cần nhắc nhở bản thân tiếp tục duy trì lối sống khoa học, ăn uống điều độ, rèn luyện vừa sức, như vậy thì cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, bạn sẽ luôn có năng lượng để bắt đầu ngày mới. Với những ai đang mắc bệnh thì tháng này sức khỏe của bạn cũng có những dấu hiệu cải thiện nhất định. Đây chính là dấu hiệu đáng mừng vì bạn đã luôn nghe theo lời dặn dò của bác sĩ, hãy yên tâm chữa trị, rồi bạn sẽ khôi phục thể trạng như trước đây.
Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Trong 10 ngày đầu tiên của tháng, người tuổi Giáp Thìn gặp nhiều may mắn, vận trình cũng tươi sáng hơn nhiều, tài lộc khởi sắc, cả chính tài và thiên tài cùng phù trợ. Hai cát thần này bảo đảm cho tuổi Giáp Thìn có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá chán, dù tài vận đang vượng nhưng vẫn có điểm phá tài nhỏ do tiểu hao hung tinh chiếu mệnh. Tiền bạc có phần thất thoát, hư hao, ra ngoài đường nên cẩn thận chú ý đồ đạc tránh hớ hênh quá mức sẽ làm mồi cho kẻ xấu. Xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi. Ngoài dự kiến, bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại vào khoảng thời gian đầu tháng, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả đáng mừng. Đầu tháng, vận trình công danh sự nghiệp khá thuận lợi, các kế hoạch tiến hành trôi chảy, song càng về giữa tháng thì vận trình càng sa sút, bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào công việc của mình. Thương quan cho thấy tuổi Giáp Thìn đang có nhiều mối tập trung khác thay vì chú tâm vào việc mình đang làm. Đường tình duyên có phần tốt dần lên, đào hoa khoe sắc người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp. Đừng quá đặt nặng các tiêu chuẩn và gây khó khăn, áp lực cho chính bản thân mình. Bản mệnh có thể đi từng bước một, bắt đầu bằng việc làm bạn và tìm hiểu về nhau trước khi đi đến mối quan hệ sâu hơn. Theo Hải Thượng Lãn Ông, thời gian này bản mệnh không chỉ bệnh ở đầu, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ châm chích tại vị trí này. Quý nhân, Ý, Dần. Tiểu nhân, Mùi, Dậu. Màu sắc may mắn, cam, trắng. Con số may mắn, 91, 83, 10. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn trong 10 ngày giữa tháng hung cát đan xen, song nổi bật lên là ngũ quỷ hung tinh nhập cục, khiến cho bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Bản mệnh vốn dĩ đạt được nhiều thành công khi mà ấn quan tương hợp và nâng đỡ cho con giáp này, tuy nhiên thành công đến quá nhanh cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Khi mà bản mệnh bị kẻ tiểu nhân ghen ghét và tìm cách phá hoại vận trình sự nghiệp vốn đang phát triển của mình. Nếu không chỉn chu hơn trong cách làm việc để hạn chế những lỗ hổng sai sót, thì có thể bản mệnh sẽ phí hoài công sức bấy lâu nay. Đây là thời điểm con giáp này nên tiến hành việc cầu tài, bởi khi ấy cát khí vượng sẽ có lợi cho việc cầu tài lộc của bản mệnh. Tuổi Giáp Thìn dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này, song vận thế xoay vần, càng về cuối tháng, việc kiếm tiền càng khó khăn, nên cố gắng nhiều hơn để đảm bảo mức phát triển. Người làm kinh tế nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, bạn cũng đoán được xu thế của thị trường, nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông, giúp bạn lúc nào cũng bận rộn, nhưng dư giả. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn. Về chuyện tình cảm, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ khi mà người tuổi Giáp Thìn chưa thực sự xác định được tình cảm của mình, khi thì bản mệnh thấy siêu lòng trước người ấy, khi lại cảm thấy có điều chưa thực sự phù hợp, mối quan hệ không được bền vững và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, cần thời gian để chứng minh tất cả. Quý nhân, Dần, Mùi. Tiểu nhân, Hợi, Mão. Màu sắc may mắn, tím, đen. Con số may mắn, 25, 51, 49. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Xem tử vi cuối tháng của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Giáp Thìn tuần này cát khí vượng, giúp cho vận trình khởi sắc rực rỡ. Đường công danh sự nghiệp tuy thăng trầm bất định, song chiều hướng phát triển vẫn khá tích cực, hứa hẹn những cầu vồng đa sắc sẽ xuất hiện sau trận mưa rào. Dịch mã tinh nhập cục cho thấy, tuổi Giáp Thìn thời gian này cần kiên trì và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn thành công, theo đòi hỏi của công việc. Bản mệnh cần đi lại, di chuyển khá nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của con giáp này, song nếu vượt qua được thì sẽ đạt được những bước tiến mới. Về phương diện tài lộc thì càng không có gì phải lo phiền, khi mà thực thần đang tạo ra nhiều cơ hội cho tuổi Giáp Thìn gặp gỡ quý nhân, thì tiền bạc không lo thiếu thốn, cứ hết rồi lại có. Bản mệnh khá mát tay trong chuyện đầu tư, tài lộc dồi dào, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Bản mệnh được trao cho tài ăn nói khéo léo, giỏi thuyết phục khách hàng, thời gian cuối tháng mà ký kết hợp đồng, mua bán hay khai trương đều được nhiều người ủng hộ. Bên cạnh đó, bạn còn được lộc ăn uống, quà cáp, có người đến thăm hỏi, biếu xén. Tin vui nữa đến với bản mệnh chính là chuyện tình cảm có những khởi đầu tốt đẹp với người độc thân.
Khi hai người đã dần hiểu nhau hơn và có ý định tiến tới một mối quan hệ lâu dài, báo hiệu tương lai tươi sáng ngập tràn hạnh phúc lứa đôi với con giáp này. Quý nhân, Mão, Ngọ. Tiểu nhân, Mùi, Thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số may mắn, 63, 30, 21. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, tháng 5 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tý. Chuột và rồng có thể nói là cặp đôi gần như hoàn hảo, cả hai tuổi này đều thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Chuột thông minh, nhanh nhẹn, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Còn nét dũng mãnh cộng với sự thông minh của rồng cũng khiến mọi người khâm phục và nhớ mãi về cách ứng xử rất nhiệt thành. Đôi khi hai tuổi này có thể có mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng những rắc rối này lại được hóa giải rất tự nhiên, hài hước và không khí lại trở nên ôn hòa như bình thường. Khi là một cặp uyên ương, Tý và Thìn có sức hút lẫn nhau rất lớn, cả hai đều có nguồn sinh lực dồi dào để cùng nhau khám phá cuộc sống. Còn khi là những người bạn hay đối tác làm ăn, họ cũng kết hợp rất khớp với nhau, chuột đủ khôn ngoan và sắc sảo để dành cho rồng vị trí của người tiên phong. Với cách này, rồng sẽ phát huy được hết năng lực và sự tài ba của mình, họ sẽ cùng nhau xây dựng một vương quốc phát triển và thịnh vượng. 2. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Sửu. Tuổi Sửu và tuổi Giáp Thìn có thể kết hợp rất ăn ý nếu họ có chung mục tiêu. Người cầm tinh con rồng dữ dội, mãnh liệt, ngược hẳn với người tuổi Trâu nhút nhát và khá nghiêm túc. Trong các cuộc tụ tập hay các hoạt động xã hội thường ít khi xuất hiện tuổi Trâu, nhưng các công chuyện liên quan đến gia đình hay trách nhiệm với bạn bè thì Trâu luôn xuất hiện rất đúng lúc. Chính vì vậy, tuổi Giáp Thìn rất nể tuổi Sửu. Tuy nhiên, tuổi Giáp Thìn vốn gan dạ và ít sợ sệt kia, rất khó thay đổi, mặc cho tuổi Trâu phàn nàn hay không vừa ý. Trong mối quan hệ làm ăn, hai con giáp này góp phần tạo nên một tập thể khá vững chắc. Tuổi Giáp Thìn khá nhạy bén trong chuyện kiếm tiền, nhưng không vì vậy mà coi tiền hơn tất cả. Tuổi Trâu tâm phục, khẩu phục tuổi Rồng về đặc điểm trên và thành tâm hết sức để cùng tuổi Rồng xây dựng tập thể chung. 3. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Dần. Mâu thuẫn nảy sinh giữa hai con giáp này là quyền lực. Tuổi Giáp Thìn thích chịu trách nhiệm làm hết mọi việc, con người, công việc, vân vân để khẳng định mình. Tuy nhiên, tuổi Dần lại thích quyền tự trị, mâu thuẫn là ở chỗ đó. Bởi vậy, giữa hai tuổi này thường xuyên xảy ra cãi vã và tranh chấp. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này rất khó hòa hợp bởi họ luôn tranh giành quyền lực với nhau, ai cũng muốn làm việc theo cách riêng của mình và cho rằng đó là cách tốt nhất. Tuổi Giáp Thìn phải lựa nhiều để có thể trở thành đối tác của Dần. Ngược lại, Dần cần phải học cách để chia sẻ và làm theo mục đích chung, chứ không thể chỉ làm theo cách riêng của mình. 4. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Mão. Mão và Thìn dường như có những tính cách đối lập nhau, nhưng thực tế hai tuổi này lại hỗ trợ đắc lực và bổ sung cho nhau. Tuổi Giáp Thìn mạnh mẽ, dũng cảm và thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, hơn bất kỳ con giáp nào, tuổi Mão rất hiểu cả những điểm mạnh và điểm yếu của người tuổi Giáp Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt với điều kiện cả hai cùng chung sức chung lòng. Tuổi Giáp Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính, còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức. Nhưng tuổi Rồng vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo, điều này tuổi Mão hoàn toàn hài lòng. 5. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Giáp Thìn. Hai tuổi Giáp Thìn kết hợp với nhau có nghĩa là sự tổng hợp của may mắn, trí tuệ và lòng dũng cảm. May mắn rất hay gõ cửa, ghé thăm người tuổi Rồng, cả trong tình yêu, tài chính và công việc. Có rất nhiều việc hai người cùng con giáp này có thể kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể vững mạnh. Khi là đối tác kinh doanh, vấn đề tồn tại rất lớn giữa hai con giáp này, đó là chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Rồng nào cũng muốn quyền lực thuộc về mình, hai người cùng con giáp này phải cùng làm việc để tìm lại cân bằng. Vốn dĩ tuổi Rồng có khả năng lãnh đạo, có nhiều sáng kiến, nhưng hai người cùng làm việc thì việc lập kế hoạch lại chưa ổn lắm. Tuy nhiên, khi có rắc rối, cả hai kết hợp với nhau rất hiệu quả và sáng tạo. Nơi làm việc của hai người sẽ khá năng động và hiện đại. 6. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tỵ. Thìn và Tỵ có thể trở thành một cặp ăn ý nếu người này biết được thói quen và động lực của người kia. Hai hành tinh này đều sexy và cuốn hút, nhưng theo hai cách khác nhau.
Tuổi Giáp Thìn thường nổi bật trước đám đông và giàu năng lượng hơn tuổi Tỵ. Cách tiếp cận của hai con giáp này với cuộc sống khá khác nhau, nhưng không hoàn toàn là trái ngược hẳn nhau. Người cầm tinh con rắn thường dựa vào trực giác hơn là các hiện tượng khách quan để đánh giá sự vật hiện tượng. Còn người cầm tinh con rồng thường dựa nhiều vào may mắn và biết cách tận dụng lợi thế và cơ hội. Nếu là đối tác kinh doanh, Thìn và Tỵ rất hợp nhau, tuổi Tỵ sẽ là người tổ chức, lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Giáp Thìn là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của tuổi Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy, tổ chức mà hai tuổi này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. 7. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Ngọ. Về mặt tinh thần, họ đều trân trọng những giây phút thăng hoa và luôn mỉm cười đón chào ngày mới. Cả hai đều không có ý định ổn định lâu dài và tất nhiên người tuổi Ngọ có vẻ mải chơi hơn. Trong làm ăn, ngựa và rồng sẽ có khối việc để làm. Nếu lập công ty chung, công ty của họ sẽ liên tục phát triển. Bản chất tuổi Ngọ là rất hay bay nhảy và không tập trung làm việc gì tới nơi tới chốn. Và chính người tuổi rồng sẽ giúp họ tìm được sự hứng khởi trong những công việc tưởng chừng như nhàm chán. Nhìn chung tuổi rồng thì may mắn trong kinh doanh, tuổi ngựa lại có tài làm ăn, họ chắc chắn sẽ tạo nên một đế chế thịnh vượng. 8. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Mùi. Thìn và Mùi có thể giao tiếp cởi mở với nhau, nhưng sức bền trong mối quan hệ của đôi bạn này phụ thuộc chủ yếu vào sức chịu đựng của tuổi Mùi trước tính cách mạnh mẽ và ham chơi của Thìn. Vấn đề là ở chỗ, Mùi sống khá độc lập và không thích nghe lệnh của người khác, trong khi đó thì tính cách mạnh mẽ, thích ra lệnh và chỉ huy. Bởi vậy nên khi người tuổi Mùi không thể chịu đựng được nữa, thì mâu thuẫn giữa hai con giáp này sẽ xảy ra. 9. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Thân. Tiếng cười sẽ luôn rộn rã bên cặp đôi Thìn và Thân bởi họ có hàng tá những điểm chung. Cả hai đều có năng lượng rất dồi dào, tinh thần lạc quan và thích các hoạt động vui vẻ như tiệc tùng, tụ tập, vân vân. Thân thích theo đuổi sở thích của mình nhưng không làm phật lòng Thìn bởi cả hai đều sống thoáng và vui vẻ. Tuy nhiên, cả hai đều có tính cách mạnh mẽ và dễ nổi nóng. Khi Thìn và Thân cùng làm ăn với nhau, họ sẽ sẵn sàng đón nhận những thách thức. Bởi bản chất của họ vốn ưa mạo hiểm, họ thường khuyến khích nhau cùng tìm ra những hướng mới cho công việc kinh doanh. Thìn rất may mắn về tài chính và có vẻ như làm việc chăm chỉ hơn Thân. Đó có thể là may mắn của Thân khi được làm việc với Thìn. 10. Tuổi Giáp Thìn và tuổi Dậu. Thìn và Dậu dường như đối lập nhau về bản chất, trong khi Thìn mạnh mẽ và sôi động, có lúc bốc đồng. Thì Dậu rất thực tế và thậm chí bảo thủ, trong khi Thìn hành động theo cảm tính, thì Dậu làm việc gì cũng dựa trên kế hoạch. Thỉnh thoảng Thìn có thể mang đến cho Dậu không khí thoải mái, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào cảm hứng của tuổi Giáp Thìn. Khi Thìn và Dậu cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Giáp Thìn và sự sáng tạo, đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của Dậu. Thìn chính là người sẽ mang những điều bất ngờ, tiền và nguồn khách hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Về phía Dậu, Dậu sẽ là hậu phương vững chắc, kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. 11. Tuổi Giáp Thìn và tuổi Tuất. Tuổi Tuất là một trong những tuổi có cách ứng xử linh hoạt nhất trong các con giáp và hầu như có thể chơi được với hầu hết các con giáp khác. Nhưng với Thìn thì Tuất phải cố gắng rất nhiều, sớm hay muộn thì hai con giáp này cũng nảy sinh mâu thuẫn do bản chất khác nhau. Nếu hai hành tinh này có quan hệ làm ăn với nhau, họ sẽ làm việc hết sức để bảo vệ người kia và bảo vệ công ty. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là họ phải hiểu được mục tiêu của nhau. Tuất làm việc chăm chỉ và biết cách phân bổ thời gian, hai đức tính này làm Thìn rất hài lòng. Thìn rất may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng Tuất đôi khi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm việc với con giáp này. 12. Tuổi Giáp Thìn và tuổi Hợi. Thìn và Hợi là những người bạn, người tình tuyệt vời, tuổi Giáp Thìn dũng cảm và thích sống độc lập và tin vào tình yêu. Còn tuổi Hợi rất nhẹ nhàng và sống tình cảm, với Hợi chẳng có gì quan trọng hơn, gia đình và bạn bè, Hợi rất quan tâm tới chuyện ăn uống, chuyện tình cảm và công việc gia đình. Mặc dù Thìn không hứng thú lắm với việc quanh quẩn bên gia đình, nhưng hai con giáp này biết cách tạo sức hút để luôn quấn quýt bên nhau. Trên thực tế, Hợi không hề lười biếng khi tin vào mục tiêu của mình. Nếu hai con giáp là các đối tác làm ăn, Thìn với năng lượng dồi dào và đầy ý tưởng sáng tạo sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, thúc đẩy quá trình kinh doanh liên tục đi lên. Thìn vốn là con giáp ưa mạo hiểm và thường gặp may mắn, còn Hợi thì rất vui vẻ thực hiện mục tiêu chung của hai người dưới sự lãnh đạo của Thìn. Bởi Hợi vốn thích thú và chăm sóc những người hoặc công việc mà mình yêu thích, cả hai hành tinh đều rất trung thành và tin tưởng lẫn nhau.
nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, hãy học hạnh của Đức Phật. Khi Phật bị vu khống tội tà dâm và giết người, nhưng Ngài vẫn tĩnh lặng như tờ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Vội vàng ta đâu có được gì ngoài việc thỏa mãn cái tâm đang khuấy động ta ngay lúc đó, nhưng sau khi nhìn lại, ta thường cảm thấy hối hận về những quyết định tức thời có phần ngu ngốc và thiếu lý trí. Vậy nên, chi bằng nhận diện nó là không tốt và học cách để luyện cho mình tính tâm từ bây giờ, đơn giản thôi, khi tâm trí bị khuấy động, đừng để ý tới ngoại cảnh, hãy quan sát suy nghĩ, cảm xúc của mình, sau đó hãy để cho nó được nghỉ ngơi, hãy dành chút thời gian không suy nghĩ gì. Càng tìm cách để giải thích, xử lý vấn đề thì càng rối thêm mà thôi, hãy tin rằng tâm trí sẽ tự ổn định theo cách riêng của nó. Khi tâm trí bình yên như hồ nước phẳng lặng, tự khắc mọi chuyện sẽ được giải quyết, chẳng nên dùng một chút nỗ lực nào trong đó làm gì. Tâm ta thường khó có thể tĩnh lặng khi đuổi theo những ham muốn, mà phàm là người thì ít ai trong cuộc đời này sống không tham muốn và mong muốn khác nhau ở chỗ đó. Một đằng muốn cho bằng được, nếu không được thì nổi giận oán hờn, tìm cách trả đũa và quyết tâm chiếm đoạt cho mình, nên bất chấp luân thường đạo lý, có khi cũng phải giết người để thỏa mãn lòng tham muốn. Thậm chí cả khi thành công ta vui sướng, thì vẫn là lúc tâm trí đang xáo trộn chứ không hẳn đó là việc đáng mừng. Thực ra, cuộc sống thành bại đan xen, được mất vô cùng, tâm người nếu vui buồn như những con sóng thì sẽ mệt mỏi không nguôi. Cho nên dù vui hay buồn, thì cuối cùng, tâm tĩnh như nước thì mới là cảnh giới tinh thần cao thượng trong cuộc đời. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.